Kính chào quý vị đang theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ do vẫn còn chịu tác động của gió Đông Nam, của rìa không khí lạnh suy yếu, vì thế mà đêm và sáng trời sẽ nhiều mây và có mưa nhỏ, sau đó thì trưa và chiều thì mây sẽ mỏng dần và trời hửng nắng. Các tỉnh như là Hà Giang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Giang và cả thủ đô Hà Nội sẽ có mức nhiệt duy trì ở mức là từ 29 cho tới 32 độ C. Và chỉ có các tỉnh ven biển trời có mây nhiều nên là nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng 27 cho tới 29 độ C. Trong khi đó thì các tỉnh phía Tây Bắc Bộ lại chịu tác động của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây. Vì thế mà trời sẽ có nắng từ sớm, cường độ nắng mạnh, nhiệt độ vì vậy cũng tăng cao lên ở mức từ 32 cho tới 35 độ. Dự báo cao điểm của đợt nắng nóng này sẽ đạt đỉnh vào ngày mai 21 tháng 2. Sau đó thì từ đêm ngày 22 tháng 2 cho tới ngày 23 tháng 2, một đợt không khí lạnh có cường độ trung bình tới mạnh có thể sẽ tràn xuống nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc sẽ có mưa rào rải rác. Từ ngày 24 tháng 2 thì trời sẽ chuyển rét. Xuôi xuống miền Trung cũng chịu ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp phía Tây khiến cho nhiệt độ của miền Trung tăng mạnh và dao động trong ngưỡng từ 30 cho tới 33 độ C. Thưa quý vị, dự báo nắng nóng tại Trung Bộ cũng sẽ kéo dài tới hết ngày 22 tháng 2 và sang tới ngày 23 tháng 2. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc xuống, các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời chuyển lạnh. Xuôi xuống các tỉnh phía Nam, thời tiết tại các tỉnh thành thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì trời có nắng sớm. Nhiệt độ tại Tây Nguyên dao động trong ngưỡng từ 32 cho tới 34 độ C. Còn Nam Bộ thì nắng nóng xảy ra diện rộng và nhiệt độ cao từ 36 cho tới 37 độ. Các tỉnh miền Tây thì dao động trong ngưỡng từ 33 cho tới 35 độ. Thời gian nắng nóng trong ngày sẽ duy trì từ 12 cho tới 16 giờ. Thời tiết trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cho tới Nam, cấp 4, cấp 5 và sóng biển duy trì từ 1,5 cho tới 2,5 m. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa sẽ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km và gió Đông Bắc cho tới Đông cấp 4, sóng biển cao từ 1 cho tới 2 m. Thời tiết diễn biến thất thường là điều kiện thuận lợi cho bệnh héo xanh trên cây ớt phát sinh gây hại. Và để phòng tránh bệnh héo xanh cho ớt, bà con cần chủ động các biện pháp kỹ thuật như sau. Bà con lưu ý là đầu tiên chúng ta cần vệ sinh tàn dư cây vụ trước, lên luống cao để đất và vườn được thông thoáng, không làm đất quá nhỏ và không nén chặt đất khi mà trồng cây vì đất dễ bị bí và yếm khí sau khi trồng. Ngoài ra bà con lưu ý là bón lót phân chuồng đã được ủ và xử lý bằng Trichoderma để đất được tơi xốp, tránh dư đạm để cây khỏe mạnh và kháng được bệnh. Sử dụng giống ớt kháng bệnh và cây giống khỏe ở cơ sở tin cậy để hạn chế bệnh. Bà con cũng lưu ý là trồng ớt với mật độ thích hợp để tránh cái trường hợp là rậm rạp. Khi mà chăm sóc thì tránh làm xây sát và làm đứt rễ của cây. Sau vụ ớt nhiễm bệnh nặng thì nên luân canh với các cây trồng khác và khi mà phát hiện có cây bị bệnh thì cần nhổ bỏ đem tiêu hủy. Như thường lệ trong phần cuối của bản tin sẽ là thông tin thời tiết cụ thể cho các vùng vào ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi.